Xin mến chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn xưa trên băng tần 57.7 đài AVA TV. Và chúng tôi cũng đang phát hình trực tiếp trên Facebook và trên kênh YouTube của đài là AVA Channel. Chúng ta cùng chào đón chú Tô Phạm Thái, một phóng viên chiến trường thời Việt Nam Cộng Hòa, cùng với một vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, đó là chú Nguyễn Đình Hiếu. Hà Vi xin mến chào hai chú. Chào Hà Vi, chào Hiếu và chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu một nhân vật mà chúng tôi ngưỡng mộ từ lâu và cũng giúp đỡ cho tờ Nguyệt San KBC rất là nhiều trong mấy năm nay. Cùng lúc đó vừa xong anh Nguyễn Đình Hiếu, tôi xin giới thiệu là con rể của nhà văn Doãn Quốc Sĩ, như quý vị đã biết, thời Việt Nam Cộng Hòa, và ông đã bị đi tù rất là lâu và sau đó định cư, hiện nay định cư tại Garden Grove. Anh Nguyễn Đình Hiếu là người layout cho tờ báo, và vừa xong anh có làm ra một, đúng là 100 ngày ngày tưởng niệm của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, 100 ngày tại Thư viện Việt Nam, vừa tổ chức thứ bảy tuần vừa xong. Vừa xong một cái show truyền hình rất là sống động và rất nhiều người theo dõi. Đó là công lao của anh Hiếu rất là nhiều, và đã bỏ công sức cũng giống như tìm hiểu, cũng giống sắp xếp hình ảnh, biến đổi những màu từ đen trắng ra màu và sắp xếp rất là chu tỉ mỉ trong đó, trong cái cuốn video tape về tưởng niệm 100 ngày của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Và sau đây chúng tôi giới thiệu đến anh Nguyễn Đình Hiếu. Kính chào quý vị khán thính giả, chào anh Thái, chào cô Hà Vi. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, tại Thư viện Việt Nam, gia đình cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh cùng với Viện Việt Học và nhiều hội đoàn khác, trong đó có Nguyệt San KBC, đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 100 ngày mất khoa học gia, cựu tư lệnh không quân, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Đặc biệt là Nguyệt San KBC có may điều kiện đã được gia đình giáo sư Nguyễn Xuân Vinh cho phép chúng tôi thực hiện số báo đặc biệt để tưởng niệm 100 ngày mất của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Sau đó chúng tôi còn thực hiện một slideshow clip để trình chiếu trong buổi tưởng niệm 100 ngày mất của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh ngày 5 tháng 11 vừa qua. Thì để thực hiện số báo đặc biệt về cố giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cũng như để thực hiện slideshow về cuộc đời của cố giáo sư, chúng tôi đã có điều kiện tiếp cận với một kho tàng tài liệu, văn bản, bằng khen và rất nhiều hình ảnh của cố giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Trước một cái kho tàng tài liệu và hình ảnh như vậy, để thu gọn trong một tờ báo có 96 trang trong thì đối với chúng tôi cũng rất là khó khăn. Thành ra là chúng tôi cũng cân nhắc rất là kỹ lưỡng để chọn lựa bài vở và hình ảnh. Tôi xin nói trước về hình ảnh. Số lượng hình ảnh về cuộc đời của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh rất là nhiều, kể từ khi ông còn làm tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi ông giải ngũ, ông đi học tiếp, rồi ông đi dạy học, đi thuyết trình và hướng dẫn luận án tiến sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Sau đó ông về hưu, ông viết sách và ông tham gia cuộc đời còn lại của ông. Rất là nhiều hình ảnh đó mà trong số báo KBC tháng 11 vừa qua, chúng tôi phải chỉ chọn lọc được một số hình ảnh tiêu biểu để gửi gắm trong 4 trang màu của số báo nói trên. Về
phần bài vở còn lại thì chúng ta ai cũng biết giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là một danh nhân của nước Việt thế kỷ 20-21. Rất nhiều người biết đến tên tuổi, công sức của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Thành ra đã có rất nhiều bài viết về cố giáo sư. Thành ra chúng tôi cũng phải chọn lọc để gửi gắm đến quý độc giả một số bài vở tượng trưng viết về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cũng như trích đăng lại một số sáng tác của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh trong số báo vừa qua. Thì trong số báo KBC tháng 11 thì chúng tôi đã chọn đăng, thứ nhất là lời thương tiếc của con cháu trong gia đình của bà quả phụ Phiến Đan, là bà quả phụ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Và đặc biệt cái bài sáng tác đầu tiên của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là chúng tôi trích trong tác phẩm Gương Danh Tướng của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Cuốn sách này đã được xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1956, và hiện nay chúng tôi may mắn được có bản thảo để lưu giữ lại. Sau đó trên tờ KBC chúng tôi có giới thiệu bài viết của luật sư Trần Thanh Hiệp ở Pháp viết về giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, và chúng tôi trích đăng một bài tham khảo, bài biên khảo về Toàn Phong với tác phẩm Đời Phi Công của nhà biên khảo Nguyễn Vi Khanh ở Canada. Và chúng tôi đã trích đăng truyện Cánh Chim Bằng của nhà văn Toàn Phong đã được đăng ở trong tác phẩm Đời Phi Công của lúc đó giáo sư Lý bút hiệu là Toàn Phong. Thì cuốn sách này được rất nhiều nhiều người biết đến, vì trước đó các thế hệ độc giả từ năm 58 đến 60 theo dõi cái truyện dài này đăng trên nhật báo Tự Do từ năm 58 đến năm 60. Và đến năm 60 thì nhà văn Toàn Phong cho xuất bản thành sách do nhà xuất bản Tố Như xuất bản vào năm 1960. Và sau đó tác phẩm này được Giải thưởng Văn học Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1961. Trong KBC tháng 11, chúng tôi trích đăng một chương ở trong tác phẩm Đời Phi Công, đó là truyện Cánh Chim Bằng của Toàn Phong. Đặc biệt, chúng tôi đăng thêm một truyện ngắn này được chính tác giả Toàn Phong dịch sang tiếng Anh, đăng trên báo của Mỹ và được minh họa bởi một họa sĩ người Mỹ. Bài viết bằng bản dịch bằng tiếng Anh này đã được đăng trên báo của Hoa Kỳ. Rồi sau đó, chúng tôi lần lượt giới thiệu những cây bút khác giới thiệu về những tác phẩm của nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Thí dụ như là bài Cảm Nghĩ Sau Khi Đọc Theo Ánh Tinh Cầu của tác giả Huyền Thanh Lữ. Tác phẩm Theo Ánh Tinh Cầu hầu hết là được giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh viết sau năm 1975. Tác phẩm này đã được nhà xuất bản Đại Nam xuất bản vào năm 1991. Và tôi được biết là những ngày cuối đời, cố giáo sư rất là mong ước tác phẩm này được tái bản lại. Nhưng mà cho đến khi qua đời thì tác phẩm này vẫn chưa có điều kiện để tái bản. Khi KBC tiếp xúc với gia đình cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh thì chúng tôi đã hỗ trợ để giúp cho gia đình có tác phẩm Theo Ánh Tinh Cầu được phát hành và tái bản trở lại. Thì trong Nguyệt San KBC chúng tôi đăng lại truyện ngắn Tìm Một Ánh Sao của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Ngoài ra, giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh còn xuất bản các tác phẩm văn học khác như cuốn Tìm Nhau Còn Thuở, Tìm Nhau Từ Thuở, Vui Đời Toán Học và Thiên Chức Của Nhà Giáo, là những tác phẩm
mà giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã xuất bản trong thời gian vừa qua, thì viết về cuộc đời của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh trước đến nay chỉ có một lần, Văn đàn Đồng Tâm ở Houston đã xuất bản tác phẩm kỷ niệm với Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, từ người phi công đến nhà khoa học gia. Thì Nguyệt San KBC số tháng 11 năm 2022 là số báo đặc biệt để nói về giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, nhân dịp tưởng niệm 100 ngày mất của cố giáo sư. Và đặc biệt, chúng tôi được sự cho phép của gia đình cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Nguyệt San KBC hân hạnh phát hành tái bản lại 3 tác phẩm Gương Danh Tướng, Theo Ánh Tinh Cầu và Đời Phi Công của tác giả Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Quý vị độc giả, khán thính giả muốn xem các tác phẩm trên thì xin liên lạc với Nguyệt San KBC. Số điện thoại, xin lỗi, chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại của chúng tôi là 714-412-9013, 714-412-9013, là Nguyệt San KBC. Tôi xin ngắt lời anh Hiếu một chút xíu, là nếu mà nói về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thì tất cả có thể đã viết cả một kho tàng cũng không thể hết được. Nhưng mà chúng tôi gói ghém trong cái Tuấn KBC, trong có chỉ có 100 trang, trong đó hết 16 trang là quảng cáo. Đó, thành tựu chúng tôi có ghém, và chúng tôi cũng xin lỗi tất cả những quý vị độc giả, cũng giống như quý nhà văn, nhà báo đã gửi chúng tôi rất nhiều bài nhưng chúng tôi phải chặn đọc vì có số trang nó có hạn. Chúng tôi cũng xin lỗi quý vị trước, và đến mà hy vọng đến một số nào đến làm dỗ đầu của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, chúng tôi hy vọng sẽ đăng tất cả những bài viết của quý vị đăng về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Thưa, chúng tôi xin nhắc lại là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh có thể nói là không nghĩ là một thiên tài của Việt Nam mà ông là của thế giới luôn, vì ông đã vẽ cái đường hành trình của phi thuyền đi và về để tiết kiệm và tránh nguy hiểm. Đó là những cái công trình rất là khó khăn mà đối với người Á Châu như vậy, và giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã làm được những đó. Thành thử chúng ta vinh danh giáo sư Nguyễn Xuân Vinh không phải là của Việt Nam, và giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là của toàn thế giới, vì ông có bằng từ Pháp qua đến Mỹ, vừa giáo sư và tất cả, và cùng lúc đó cái gương thành công. Và xin nhắc lại là cái cuốn Đời Phi Công của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, đó là những cái bước mà chúng tôi, cuốn sách gối đầu giường của chúng tôi đọc và rất là say mê. Và những người lý tưởng, tôi cũng có lúc tôi nghĩ là tôi sẽ trở thành phi công, nhưng cuối cùng tôi lại không được. Và cuối cùng, nhưng mà tại vì tôi vào thì tôi lại đi về phóng viên trên trường, và có những người khác, cũng rất nhiều người. Và nó là cái gương của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã hướng dẫn một thế hệ của anh em chúng tôi từ suốt từ năm 1959, năm 859 cho đến bây giờ. Đó là cái gương mà chúng tôi xin cảm ơn gia đình giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã sanh ra một người con lỗi lạc, và để cho thế hệ mai sau chúng tôi được noi gương. Chúng tôi xin cảm ơn trước đối với gia đình, thân phụ, thân mẫu của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, và nguyên cả gia đình đã có một người con xuất chúng để có thể chúng tôi làm gương để theo sau này. Và tôi nghĩ là các thế hệ sau này cũng đọc rất nhiều về những tác phẩm của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Nếu quý vị cần liên lạc với chúng tôi để có những tác phẩm này vừa đọc và để kỷ niệm, cứ xin liên lạc với chúng tôi về 714-412-9013. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú đem tới cho chương trình ngày hôm nay rất là nhiều những cái thông tin về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Và cái tác phẩm nổi tiếng của ông là Đời Phi Công, là ra đời năm 1960, phải không chú? Không, ra trước, tức là đăng thì trên trước, xong về sau với in thành sách sau. Chú xin nói thêm về tác phẩm Đời Phi Công. Xin nhắc lại một chút là đây là một chuyện dài. Ông đăng nhiều kỳ trên Nhật Báo Tự Do ở Sài Gòn vào năm 58 đến năm 60 thì mới xuất bản thành sách, và sau đó được đoạt giải văn học văn chương Việt Nam Cộng Hòa. Thì
đa số người miền Nam biết đến giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, tài năng về văn học, hầu hết chỉ biết cuốn Đời Phi Công. Và bao nhiêu thế hệ thanh niên miền Nam say mê yêu lý tưởng quốc gia là qua tác phẩm này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn giới thiệu đến hai tác phẩm mà tôi vừa nói sơ lược qua. Đó là từ năm 56, ông đã xuất bản tác phẩm Gương Danh Tướng do nhà tủ sách Văn Nghệ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa xuất bản. Đặc biệt là có tác phẩm Theo Ánh Tinh Cầu, thì tuy được xuất bản vào năm 1991, nhưng mà rất ít người biết tới. Và theo cá nhân tôi, đây cũng là một tác phẩm rất là đặc sắc, rất là hay, và quý vị khán thính giả, độc giả nên tìm đọc, vì chúng ta sẽ biết thêm về cuộc đời của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Nếu cuốn Đời Phi Công là ông viết khi ông là đương chức tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa, thì Theo Ánh Tinh Cầu nó trải dài cuộc đời sau khi ông giải ngũ và trở về đi học rồi làm giáo sư tại Hoa Kỳ và các nước khác. Thì đây là chúng ta sẽ tìm thấy được những cái con đường của ông đi vào thế giới rộng lớn hơn. Thì chúng tôi nghĩ đây là một trong những tác phẩm xuất sắc khác mà quý độc giả nên tìm đọc, Theo Ánh Tinh Cầu. Dạ, cảm ơn chú Hiếu. Và thưa quý vị khán giả, thì trong cái cuốn đặc san đặc biệt đợt này đó là có đầy đủ những cái thông tin. Thì quý vị nào mình muốn được mua đó thì mình gọi vào cái số phone của chú Thái để chúng ta có thể mua được, phải không chú? Dạ vâng, dạ 714-412-9013. Vâng, thưa quý vị, thì giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, ông không phải là một cái người nổi tiếng chỉ về binh nghiệp, mà ông rất là giỏi trong những cái việc mà đóng góp cho khoa học nữa, phải không chú Hiếu? Vấn đề khoa học rất. Dạ, thì hai chú có thể chia sẻ một chút, mình sơ lược một chút không, với quý vị khán giả và Hà Vi được rõ. Tôi xin nói thêm về cuộc đời của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Mà có lẽ cả cuộc đời của ông, chúng tôi cố gắng đúc kết lại trên cái slideshow clip mà quý vị vừa xem background bằng hình ảnh, bắt đầu từ khi ông làm người phi công học bên Pháp, rồi về làm tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa khi tuổi đời chỉ mới 28 tuổi mà thôi. Ông chỉ làm tư lệnh không quân trong 4 năm, từ năm 58 đến năm 62 thì ông xin từ chức và ông qua Mỹ tiếp tục học tiến sĩ về khoa học không gian. Thì khi làm giáo sư thì cả cuộc đời ông sau đó là chúng tôi thể hiện trên cái folder đời giáo chức trong cái slideshow clip, thì ông được tưởng thưởng rất là nhiều bằng tưởng lục cũng như bằng khen của các chính phủ, của các trường đại học và cũng như của Quốc hội California và của các thành phố khác. Thì trong cái clip nói trên, chúng tôi cũng đưa lên những hình ảnh mà chúng tôi sưu tập được về cuộc sống gia đình của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh với vợ, với con, với cháu và với cộng đồng người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại. Và cuối cùng là giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh với bạn bè cũng như là tuổi già của giáo sư vào những ngày cuối đời. Và trong slideshow clip nói trên, chúng tôi cũng có những hình ảnh về những giây phút cuối cùng của giáo sư cũng như là tang lễ của cố giáo sư được tổ chức tại thành phố Garden Grove trong thời gian vừa qua. Quý vị có thể xem cái slideshow clip về cuộc đời của cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh trên youtube.com. Thưa chúng tôi cũng xin nhắc lại, vì trong cái buổi tang lễ của những hình ảnh quý vị nhìn trước mặt đó là tang lễ của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh tổ chức tại nhà thờ Kiếng, nó gọi Cathedral. Số nhà thờ rất là lớn. Ở đây ai nói đến nhà thờ ở đây là đều nói nhà thờ Kiếng. Đó, tổ chức tang lễ rất là, và chúng Nguyệt San KBC cũng đã góp một bàn tay vào làm một cái bàn để tưởng niệm giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, trong đó có những cái phi thuyền mà chúng tôi đã
sưu tập cách đây trên 40 năm và cho đến giờ phút này chúng tôi đã làm trong cái buổi tưởng niệm giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, rồi ngày tang lễ giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và ngày tưởng niệm giáo sư Nguyễn Vinh chúng tôi cũng đã mang đến và chúng tôi đã vinh danh của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Đó là một thiên tài xuất chúng, không có nghĩa của Việt Nam mà của cả thế giới. Dạ, dạ vâng, và đây là cái hình ảnh đó phải không chú? Vâng, đây là cái phi thuyền mà giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã góp những bàn tay để có mang những cái phi thuyền này khi phóng ra ngoài quỹ đạo và bay trở về, giống như vẽ con đường, giống như freeway ấy, để đi về, thứ nhất về không nguy hiểm mà được an toàn và phóng lên được tiết kiệm cái ngân quỹ, vì một cái phi thuyền phóng lên rất là mắc tiền. Đó là phi thuyền con thoi, có nghĩa là đi xong về, đi xong về. Mà giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã tiết kiệm rất nhiều tiền, cũng giống như an toàn cho những cái phi thuyền của NASA. Yeah. Đó là những cái kiến thức có thể nói là xuất chúng. Yeah. Chúng tôi cũng xin nói thêm là ngoài 6 tác phẩm viết bằng tiếng Việt là Gương Danh Tướng, Đời Phi Công, Xoáy Tinh Cầu, Tìm Nhau Từ Thuở, Vui Đời Toán Học và Thiên Chức Của Nhà Giáo, thì trong thời gian vừa học vừa dạy học thì giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh cũng xuất bản ra 3 cuốn sách bằng Anh ngữ viết về khoa học không gian. Và đây là lý thuyết căn bản để cho ngành không gian của Hoa Kỳ để nghiên cứu các cái chuyến bay ra ngoài trái đất và vũ trụ. Dạ vâng, đây là một người rất là... Có thể nói là xuất chúng trên cả thế giới luôn. Và ngoài... rất là ngưỡng mộ. Có thể nói như những cái bằng cấp cũng giống như những cái danh chức giáo sư mà của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là không có thể kể hết được. Và có chữ cuối cuộc đời của giáo sư thì cuối cùng giáo sư cũng trước khi về hưu đã nhận được giáo sư danh dự của đại học của trên bên Michigan. Bên Michigan. Michigan. Mà cái ông là còn có, không phải ông chỉ có học không, mà ông là còn thích môn football nữa, tức là bóng bầu dục của Mỹ. Và cái đại học Michigan đó là cái team mà ông là rất mê, thành cuối cùng mỗi lần football ở đây ngày thứ bảy chiếu về cái đại học á thì là ông đều dán mắt mà đóng xem. Và có thể là ít người Việt Nam mà thích về coi football, nhưng mà giới trẻ sau này rất là nhiều. Và giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đúng là một fan có thể rất trung thành của đại học Michigan, vì ông đã là giáo sư đại học của đại học Michigan. Có điều tôi muốn nói thêm là khi có người phỏng vấn giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, điều gì làm ông hạnh diện nhất trong cuộc đời khi làm nhà giáo của ông? Thì cố giáo sư đã trả lời rằng, điều tôi hạnh diện nhất là tôi có những học trò, những sinh viên giỏi hơn tôi. Thì chúng tôi thấy đó rất là khiêm nhường, câu trả rất là lời khiêm rất nhường. Là khiêm tốn. Thì chúng ta rất là đáng khâm phục giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Dạ vâng, thưa quý vị, thì giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là một cựu tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa, và ông sanh ở miền Bắc Việt Nam, ở Yên Bái, thưa quý vị. Và ông ngoài những cái việc như là ông về binh nghiệp nè, rồi là đóng góp cho khoa học, đặc biệt là cái lĩnh vực về không gian từ Việt Nam cho tới Pháp, Hoa Kỳ, thì ông còn là một cái nhà văn. Thì nãy giờ quý vị cũng lắng nghe chú Hiếu nói rằng là cái bút hiệu của ông là Toàn Phong. Và ông cũng là người thứ ba tại Hoa Kỳ và là người châu Á đầu tiên được bầu vào cái Viện Hàn Lâm Quốc gia và Hàng không và Không gian Pháp vào năm 1984. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt, phải không chú? Đúng rồi. Rồi chú Thái còn muốn điều gì chia sẻ nữa đi. Thì nhân dịp này chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Ngọc Nữ, anh Sơn đã giúp cho chúng tôi được truyền bá những gương danh tướng, những cái vị mà có thể nói là lừng lẫy của Việt Nam cũng giống như trên toàn thế giới, và nhất là giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã là cựu tư lệnh không quân của Việt Nam Cộng Hòa từ trước, và đến năm 62 ông giải ngũ và tiếp tục ông đi học. Đó là có thể nói là cái trình độ của ông rất là cao, và cuối cùng ông đạt được tất cả những danh hiệu gì mà ông đều muốn, và ông học cái gì là ông động cái đó, và học là thật là xuất sắc. Kể cả bên tất cả những cái bằng hay giải thưởng cái gì ông đều được đoạt có. Và chính ngay tất cả những khoa học gia cũng giống như các phi hành gia
và đều ngưỡng mộ ông. Đó là những cái có thể nói điều rất vinh dự cho giáo sư, gia đình giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nói chung và giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nói riêng. Tôi cũng có dịp được gặp giáo sư Nguyễn Xuân Vinh mấy lần hồi giáo sư còn đang sống ở trên ở San Jose, và được đi đón ông với bà đi về từ trên đó đi về đây, và đi về trú ngụ tại một nhà người bạn quen của chúng tôi tại Fonta Valley. Thì đó là những cái kỷ niệm, và có thể nói nếu mà tôi không biết thì tôi có thể nói là ông có thể nói rất là bình dân. Như ngồi một cái kỷ niệm là khi mà ông đi từ trên San Jose đi về, thì trong lúc đi trên về thì cũng đói. Tôi với ghé thì tôi nói là khi đó thì cũng hơi trễ rồi. Tôi với gói, tôi vào đi mua hai ổ bánh mì. Xong bắt đầu tôi mua hai ổ bánh mì thì chỉ còn hai ổ bánh mì thôi. Thì tôi đưa cho bà một ổ, và một ổ bánh mì tôi chia cắt ra làm đôi, tôi đưa giáo sư Nguyễn Xuân Vinh ăn một nửa và tôi ăn một nửa. Đó, có thể nói nếu như người khác chắc không ăn đâu, nhưng mà đối với giáo sư Nguyễn Vinh vẫn ngồi ăn, và trong đây trên đường đi về từ phi trường về cho đến nhà. Đó, những cái cảm tình đó chúng tôi không bao giờ chúng tôi quên. Đó, những cái có thể là rất bình dị, một người tài giỏi nhưng mà lúc nào cũng coi tất cả những người xung quanh mình giống như là thân hữu, và tất cả rất là trân trọng đối với tất cả, và cũng xuống cũng cảm ơn. Và cho cái tôi thấy một điều là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh khi đó cũng lớn tuổi, tức là khi đó là tôi nghĩ là khoảng năm 2004 lên được 2005, thì chính là giáo sư khi mà tôi đỗ xe xuống xong thì chính giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đích thân xuống và mở cửa phía sau cho mời bà Nguyễn Xuân Vinh đi xuống. Mà đó là hai vợ chồng đã sống rất lâu mà ông vẫn còn những phép lịch sự như vậy. Đó là cái vấn đề giáo dục rất là quan trọng, và chúng tôi cũng rất là trân trọng. Thì bây giờ chúng ta dù sao đã trải qua biết bao nhiêu cái giai đoạn, và cho đến giờ phút này thì giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã ra người thiên cổ, nhưng mà giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã để lại tất cả những gì giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, không chỉ riêng do giáo sư Nguyễn Xuân Vinh mà để cho cả những thế hệ mai sau này và cánh không gian Hoa Kỳ đã hưởng được tất cả những điều mà giáo sư Vinh đã nghiên cứu và trao tặng cho quê hương thứ hai của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Vâng, cảm ơn chú. Và chú Hiếu nhắc lại một lần nữa về cái tờ Nguyệt San của chúng ta là KBC, phải không chú? Nguyệt San KBC số báo tháng 11 năm 2022 có chủ đề là tưởng niệm 100 ngày mất khoa học gia, tư lệnh không quân, giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Nếu quý vị muốn mua thì quý vị có thể ra đến bất cứ chợ nào, và tất cả những nhà sách đều có cái cuốn này, và hiện nay chúng tôi đã cũng phải tăng số báo lên để trong kỳ xuất bản kỳ tháng 11 để theo cái nhu cầu của tất cả quý vị, cũng giống như tất cả các đại lý trên toàn nước và thế giới, chúng tôi đã gửi thêm rất là nhiều thêm những bản đó. Thì nếu mà quý vị kiếm mua không được những cái cuốn đặc san về giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, xin quý vị cứ gọi cho điện thoại cho chúng tôi, số điện thoại là 714-412-9013. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái cuốn đặc san rất là đặc biệt quý vị nhé. Thì cái giá của nó là chỉ khoảng bao nhiêu thưa chú? Dạ vâng, thì mua ngoài chợ ra cái có là ngoài như chẳng hạn bên bán bên Houston là khoảng 5 đồng. Đó là chúng ta còn nếu mà thấy... chúng tôi gửi đến thì cái tiền cộng thêm tiền cước phí thì chúng tôi là lấy ra 10 đồng một số, tức là nội địa. Nghĩa là mình có thể ra những cái khu chợ Việt Nam. Vâng, chợ vâng đều có. Là mình có thể mua được cái cuốn báo này thưa quý vị. Nên là chúng ta có thể gọi điện cho chú Thái ở cái số phone của chú để... Vâng, chú tôi là có sẵn trên là 714-412-9013. Và quý vị gọi cho chúng tôi và cái địa chỉ có sẵn trên ở trên... chúng tôi sẽ cho quý vị cái địa chỉ và quý vị sẽ gửi tiền về. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị trong thời gian ngắn nhất. Và chúng tôi gửi cho quý vị là first class, tức là đến chắc chắn là đến nơi và quý vị sẽ nhận được tờ báo đó. Thì tôi nghĩ rằng cầm trong một cái cuốn đặc san KBC đặc biệt về giáo sư Nguyễn Vinh, tôi nghĩ quý vị cảm thấy rất là hài lòng, cũng giống như quý vị hài lòng đã suốt 23 năm nay. Đó, chúng tôi cũng nhờ quý vị giúp đỡ rất là nhiều, yểm trợ vừa vấn đề tài chính vừa vấn đề tinh thần, cũng giống như những cái lời khen tặng, cũng giống cho chúng tôi những tài liệu
nhân dịp cuối năm thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yểm trợ cho tờ KBC chúng tôi. Cho đến giờ phút này chúng tôi sống đến năm thứ 23. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả đã cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Và Hà Vy cảm ơn chú Hiếu đã dành thời gian đến với chương trình. Thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Thì mời hai chú gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ, Hiếu chứ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này. Chân thành cảm ơn. Chúng tôi nhân dịp cũng xin cảm ơn đài EVA, cô Ngọc Nữ, anh Sơn, Hạ Vy đã cho chúng tôi những cơ hội để lên nói, và cũng giống như cô Phiên Đan đã cho chúng tôi tất cả những tài liệu để chúng tôi có thể nói gói ghém trong một tờ báo nói về công lao của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Thì chúng tôi xin cảm ơn, và nếu mà khi mà chúng lên trên đài truyền hình có những gì sơ sót cũng cảm thấy tha thứ cho chúng tôi, vì chúng tôi rất nhiều. Và chúng tôi xin cảm ơn Hiếu đã bỏ công lao rất là nhiều để làm được ra tờ báo này, và sưu tập cũng giống như sắp xếp bài vở hình ảnh, đó là những cái tác phẩm mà có thể nó để đời và chúng ta có thể khó được cuốn thứ hai. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng lắng nghe chương trình Sài Gòn Xưa. Mến chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Xin trân trọng kính chào.